Hôm nay chúng tôi thật diễm phúc giới thiệu đến quý vị buổi hội thảo trực tuyến đầy sâu sắc tựa đề Những viên đá đầy năng lượng của Tim Cô Tu cho hòa bình thế giới trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 26 tháng 9 năm 2018. Kính chào sư phụ, kính chào sư phụ. Chào quý vị, sư phụ khỏe không ạ? À, tạm tạm. À, một chút không phải rất, hôm nay không cảm thấy khỏe lắm. Nhiều việc không? Cũng nhiều cho quý vị ha. Quý vị ổn không? Dạ ổn sư phụ. Ổn hả? Dạ sư phụ. À, quý vị trẻ, đầy sức sống, lạc quan. Tất cả đều tốt. Chỗ mới hơi nhỏ, phải không? Tôi lo không đủ rộng. Nhưng quý vị ổn chứ? Dạ ổn. Dạ tốt sư phụ, cảm ơn sư phụ. Hài lòng hả? Dạ. Chúng con rất vui sư phụ, chúng ta có thể chen vô thêm chút, tầm khoảng 12 người nữa. Không, tôi nói đùa thôi, dù sao, tìm đâu ra nhiều người như vậy chứ. Họ bận hết rồi ha. Bận rộn bên ngoài. Dạ sư phụ. Đối với họ, mọi chuyện đều quá quan trọng. Sư phụ bế quan ra sao ạ? Rất thú vị. Hay quá. Rất thú vị. Sư phụ có thể chia sẻ tên đặc biệt nào từ kỳ bế quan của ngài không, thưa sư phụ? Chờ một chút. Có tin rất... Có vài tin đặc biệt. Tôi không chắc quý vị có tin tôi không. Hay quá. Dạ, chúng con sẽ tin sư phụ. Chúng con rất thích nghe. Được rồi. Ngoài những cảnh giới mới và những thứ như vậy, tôi đã có một buổi kiểu như hội thảo với các chúng sinh thiên đàng. Hay quá. Bao gồm một số đẳng cấp thấp hơn và cao hơn. Và một trong những chúng sinh thiên đàng đã hỏi Thiên Đế Vũ Trụ Nguyên Thủy về... Thật ra chúng sinh đó hỏi tôi trước là có hay không tôi đã làm gì cho hòa bình và mọi thứ. Cho hòa bình thế giới, có phải bây giờ hòa bình mới đến hay không? Hay là từ khi nào? Nên tôi để các thiên đế của cảnh giới Divinity trả lời. Tôi nói vị thiên đế này có nhiều thông tin hơn tôi. Vị này có thể lấy nhiều thông tin và trong thời gian lâu hơn. Không hẳn là vậy, nhưng chỉ là tôi mắc cỡ khi phải cho họ biết bất cứ gì. Nên ta nói vị thiên đế này sẽ trả lời tốt hơn cho quý vị. Chúng tôi có kiểu như hội thảo ba bên, hiểu không? Dạ, hay quá. Vì một số thiên đế đẳng cấp thấp hơn, không thể gặp thiên đế cao hơn. Nhưng thiên đế cao hơn thì có thể gặp các thiên đế thấp hơn, các vị thần và chúng sinh thiên liêng. Cho nên vị đi thiên đế cõi đi Divinity thưa với tôi và trả lời chúng sinh đó. Vị này nhìn tôi và nói, thật ra tôi không có quyển nhật ký ở đây, cho nên có lẽ tôi đi lên lấy nó xuống. Tôi không biết quý vị sẽ hỏi câu này, tôi đi lên chừng vài phút nhé. Dạ, sư phụ. Tới cái cốc của tôi, lấy quyển nhật ký rồi tôi trở lại ngay, được chứ? Dạ, được, sư phụ. Quý vị sẽ đợi tôi hay là chạy đi đâu mất? Đừng chạy đi đâu nhé. Dạ, chúng con hứa. Nói đùa thôi, tôi nghĩ không ai có thể trả tiền để quý vị bỏ đi được đâu. Quý vị bị mắc câu rồi, phải không? Dạ phải. Rồi, tôi sẽ trở lại ngay. Tôi hứa. Cảm ơn sư phụ. Chào. Chào sư phụ. À, tôi trở lại từ cái cốc rồi đây. Thật ra nhìn giống như hang động, nhưng nó là cái cốc. Lần này là cái cốc. Nhưng rất nhỏ, rất nhỏ. Nhỏ lắm. Một bề thước rưỡi. Bề kia hai thước. Chà, đại khái vậy. Đủ tốt cho một người nhỏ như tôi. May là tôi nhỏ con, ở đâu cũng vừa. Minh sư bỏ túi. Rất thuận tiện.
khi còn ở Ấn Độ, máy xe hơi và xe lửa. Rất đông người, nhưng tôi vẫn có thể chen vô bất cứ chỗ nào. Dạ. Ở Ấn Độ rất khó tìm được chỗ ngồi, ngoại trừ mình mua vé hạng nhất. Lúc đó tôi không có nhiều tiền đến vậy. Rồi tôi không nghĩ là sẽ kể quý vị nghe chuyện này. Nói thật lòng đó. Cảm ơn sư phụ. Vì tôi nghĩ nó quá, tôi không biết. Nó quá. Đó không phải là cách tôi hay nói chuyện. Hiểu ý tôi không? Dạ. Được rồi. Và tôi yêu cầu Thiên đế cảnh giới đi trả lời. Chúng sinh đó, thật ra họ không có giới tính. Dạ. Quý vị muốn tôi gọi chúng sinh đó là anh hay cô? Dạ, sao cũng được, sư phụ. Sao cũng được, ha? Vậy chúng ta gọi là nam nữ. Nam nữ hay cả hai? Rồi, dù sao thiên đế cảnh đi thưa với tôi và trả lời vị nam nữ này. Vị đó xin phép và thưa với tôi. Vị đó nói với người đặt câu hỏi rằng, này, nghe đây. Hãy lắng nghe cho kỹ. Vị đó nói thưa không, không phải lúc này, không phải trong kiếp này, không phải hiện kiếp, nhưng vì hòa bình thế giới này, Ngài đã từng tận tâm làm việc qua hàng thế kỷ, tận tâm qua biết bao thập niên, thật ra là qua hàng niên kỷ, vì hòa bình, hay quá, vì tình thương, vì sự khai ngộ của nhân loại, và vì sự giải thoát của mọi chúng sinh. Ngài đã hoan hỷ hy sinh cho hòa bình. Và vị nam nữ đó hỏi, Ngài đã làm như thế nào? Thiên đế cảnh đi trả lời, hướng về phía tôi, nói rằng, trong vài trăm năm, vài ngàn năm về trước, Timbuktu đã cấy một số phân tử đặc biệt vào một số đá. Bởi vì Timbuktu hết lòng muốn hòa bình cho thế giới này, nên Ngài đã cấy một số phân tử đặc biệt vào trong một số đá khắp địa cầu. Hay quá! Thật là tuyệt diệu. Và vị nam nữ đó hỏi, đá đó có liên hệ gì tới hòa bình? Người tham dự hỏi, đá đó có liên hệ gì tới hòa bình thế giới? Nên thiên đế của đi hướng về phía tôi, nói, lực lượng của Ngài, ý nói Timbuktu, trong buổi hội thảo đó, lực lượng của Ngài luyện thành vòng tình thương quanh các viên đá và có thể làm cho địa cầu hình thành nên một sự bảo vệ cho hòa bình thế giới. Hay quá! Thưa sư phụ, chúng con xin được biết loại đá đặc biệt nào vậy? Và có thể tìm chúng ở đâu? À, tôi biết tên của những viên đá này, nhưng không muốn cho quý vị biết nhé. Dạ, sư phụ. Lỡ quý vị để lộ ra cho người khác biết, thì họ có thể làm hỏng tất cả những viên đá này, hiểu không? Dạ, hiểu. Những viên đá này không phải ở khắp mọi nơi, không phải ở mọi quốc gia, mà chỉ ở một số quốc gia thôi. Dạ, sư phụ. Có khoảng 4 loại đá. Bởi vì những viên đá này có lực lượng chữa lành, nên vị nam nữ đó hỏi, thế những loại đá này từ các quốc gia như vậy, phải chăng xuất phát từ một nơi thánh thiện, hay là thánh nhân đã tạo ra chúng, hay là sao? Thiên đế cảnh giới đi nói, Timbuktu đã tạo ra chúng. Hay quá! Không phải tạo ra đá, nhưng cấy lực lượng chữa lành vào trong đá. Và lực lượng này sẽ không nhạt phai theo thời gian. Hay quá! Cho nên đời đời kiếp kiếp, và khi nào Timbuktu trở lại, Ngài sẽ tái nạp quyền năng cho nó, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Và bảo đảm là nó sẽ mang lợi ích cho mọi chúng sinh và cho hòa bình trên địa cầu. Thế thôi. Và những thứ khác tôi không thể nói quý vị biết được.
Những cảnh giới mới tôi cũng không thể nói quý vị biết. Vậy đủ chưa? Dạ rồi. Còn câu hỏi tò mò nào nữa không? Dạ có. Các cảnh giới Divinity có phải là cội nguồn của tạo hóa không ạ? À? Đúng và không đúng. Phải và không phải, bởi vì các cảnh giới đi không sáng tạo ra gì hết. Chúng được tạo ra bởi cái nguyên thủy nhất, lực lượng cao nhất, chỉ để hiện hữu và để bảo vệ. Bất cứ vũ trụ nào cần sự bảo vệ. Chỉ là Ma Vương, tôi đã giải thích điều đó trong kỳ bế quan Hungary, rằng Ma Vương mượn lực lượng, bởi vì lực lượng rò rỉ xuống một ít nơi này nơi kia, rồi cuối cùng, sau cùng, sẽ được Ma Vương dùng để sáng tạo cái gọi là những vũ trụ vật chất này. Và bởi vì Ma Vương dùng nó để sáng tạo, Ma Vương nghĩ là Ma Vương sở hữu thế giới này. Đó là lý do y gây quá nhiều rắc rối cho bất cứ thánh nhân nào xuống đây và muốn giúp đỡ sự sáng tạo đang kêu gào. Tạo vật đang kêu khóc trong vũ trụ này, trong thế giới này, đang kêu cứu. Và các thánh nhân sẽ động lòng từ bi, thương cảm và sẽ xuống để giúp. Và rồi bởi vì Ma Vương nghĩ đây là lãnh thổ của y, thuộc quyền sở hữu của y, nên y tạo quá nhiều rắc rối, quá nhiều loại cản trở kiểu địa ngục cho bất kỳ minh sư nào, thậm chí còn gây cho các ngài cái chết vô cùng bi thảm và đối xử tàn nhẫn đến vậy với bất cứ minh sư nào giáng trần. Không phải chỉ địa cầu này thôi, mà bất cứ địa cầu nào, hiểu không? Dạ hiểu. Bất cứ địa cầu nào đã được sáng tạo hoặc được gọi là sáng tạo bởi Ma Vương. Thật ra, Ma Vương không tạo ra cái gì hết. Y chỉ mượn lực lượng một cách lén lút. Rồi y nhốt các linh hồn trong đó. Vì vậy, tất cả minh sư đều nói, quý vị là con của Thượng Đế. Các ngài nói chuyện với các linh hồn bên trong thân thể con người. Các ngài không nói chuyện với cái ảo tưởng vật chất này, mà nói với chân tánh bên trong. Và Đức Phật cũng nói các con có Phật tánh bên trong. Là bởi vì vậy, Ma Vương nhốt các linh hồn. Và rồi bằng cách nào đó, khiến điều này xảy ra. Do đó, hễ khi nào minh sư có thể, các ngài cố giải thoát các linh hồn, còn Ma Vương thì cố ngăn cản. Đó là chuyện siêu hành, khó mà giải thích. Bởi vì các linh hồn là từ cảnh giới thấp hơn một chút, họ rất ngây thơ. Và rồi dễ bị Ma Vương cám dỗ vào trong một loại cạm bẫy hay rủi ro, rồi bị giam cầm trong thân thể vật chất và có quá nhiều vấn đề làm choáng ngợp họ, rồi càng ngày càng nhiều và họ luôn luôn, họ không thể trốn thoát. Họ luôn luôn chạy vòng vòng, ngay cả trong truyền cổ Phật giáo. Quý vị nghe kể Đức Phật luân hồi hoài hoài và liên tục đúng không? Ngay cả, dạ đúng, tất cả những người gọi là đệ tử theo Ngài vào thời điểm mà Ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni, họ đã từng ở với Ngài trước đó trong những vai khác nhau, như là vua hay người hầu, hoàng tử hay công chúa, hay thậm chí là thú vật. Tôi ghét kiểu này. Tôi ghét kiểu chạy vòng tròn này và tái diễn lần này tới lần khác trong vòng luân hồi với quá nhiều đau khổ, thậm chí cho một chúng sinh vĩ đại như Đức Phật. Khi Ngài phải xuống trần để gieo duyên với các chúng sinh khác, Ngài phải chịu đựng quá nhiều đau khổ hết kiếp này sang kiếp khác, trong những hình tướng khác nhau, và phải chịu đau đớn, buồn phiền đủ mọi thứ. Tôi ghét tất cả mấy thứ đó. Tôi thật sự muốn chấm dứt tất cả những điều này. À, có lẽ tôi vẫn có thể làm được. Vậy có nghĩa là sẽ không còn chúng sinh bị mắc bẫy trong vòng luân hồi nữa, nếu sư phụ chấm dứt điều đó. À, hay quá. Tôi chỉ ghét điều đó thôi, và tôi muốn làm việc đó, nhưng không bảo đảm với quý vị là tôi sẽ có thể chấm dứt nó trong đời này, hiểu không?
Dạ vâng, có lẽ tôi làm được. Cứ đợi từng ngày một nhé. Dạ sư phụ, bởi vì thân phàm này của tôi cũng không, quý vị có thể thấy, tôi không to lớn và mạnh mẽ cho lắm. Và tôi lại già hơn trước, và nghiệp chướng luôn luôn quấy nhiễu kéo tôi xuống, nghiệp chướng thế gian và nghiệp chướng của đệ tử. Gần đây còn nhiều hơn. Tựa như quân nổi loạn chống lại tôi. Những đệ tử tu hành thấp kém, chỉ đi vô vì có lẽ không thành tâm mà chỉ cho vui, hoặc vì lý do nào đó, hay là được ma vương cử tới, thật sự khiến tôi kiệt sức một chút. Quý vị cũng nghe thấy hôm nay tôi nói chuyện chậm chạp. Dạ. À, nhưng tôi sẽ ổn thôi. Trước đây tôi đã không bỏ cuộc. Thì tại sao bây giờ lại bỏ cuộc? Tôi chỉ lo rằng thân xác phàm này sẽ từ bỏ tôi thôi. Hiểu không? Dạ hiểu. Nó có thể buông bỏ tôi, ai biết được. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ không sao. Không có gì nhiều về công việc vật chất. Việc bên ngoài thì quá dễ dàng cho dù có khó khăn tới đâu, hoặc bao nhiêu việc. Tôi vẫn có thể lo liệu được, chỉ có điều công việc bên trong thì tôi phải chăm sóc vào việc công việc bên trong, công việc nội tại, công việc tâm linh. Quý vị không thể nói, ồ, tôi không thể làm hôm nay, tôi mệt rồi, ngày mai sẽ làm vậy, hiểu không? Dạ, dạ hiểu. Hay là như công việc của truyền hình Vô Thường Sư, tôi nói, ồ, hôm nay tôi mệt, đừng gửi cho tôi gì cả, để tôi nghỉ ngơi một chút. Không thể làm vậy với công việc nội tại. Mọi thứ đều có thời điểm của nó. Giống như hôm nọ, tôi vẫn còn bế quan. Và tôi thấy một số bông hoa đẹp bên ngoài cái cốc. Và tôi muốn chụp hình chúng, nhưng tôi lại không có máy. Ngày hôm sau thì hoa đã héo và không còn để chụp hình nữa. À, cái cốc chỉ lớn hơn cái đó một chút, chỉ như một chỗ để sống với khoảng bề 2 mét và bề 1 mét rưỡi thôi chỗ để sống. Và chỗ kia như là nơi vệ sinh. Cho nên tương tự như là khoảng bề 2 mét và bề 2 mét rưỡi, nhưng ta vui. Thiên đàng gọi đó là hy sinh. Ta nói cái gì, giỡn chơi, đây là thiên đàng. Ờ, tôi muốn nói quý vị biết là tôi vui. Không cần biết ở đâu, hiểu không? Dạ, sư phụ. Nên quý vị cũng nên học sống như thế. Dạ, sư phụ. Chúng con cũng vui, sư phụ. À, được. Khi không còn chọn lựa, thì bất cứ chọn lựa nào cũng tốt, ha? Dạ, sư phụ. Có điều là nếu mình có nơi ở nhỏ, thì không phải phụ thuộc vào quá nhiều người để dọn dẹp và không phải tốn nhiều thời giờ để lau dọn. Thì mình dùng thời gian để làm chuyện khác cần thiết hơn, vì thời giờ quá ngắn ngủi, tất cả quý vị đều biết mà ha. Dạ sư phụ, không biết quý vị có biết không, chứ tôi thì biết. Tôi biết là vì mỗi ngày thời giờ của tôi dường như lúc nào cũng ngắn ngủi, thời giờ cho chó và thời giờ cho cái này cái kia, rồi tôi không thấy còn thời giờ nữa. Trên thế gian này, tất cả đều được đong đếm bằng thời gian, mình cảm thấy nó quá ngắn. Không bao giờ đủ thời gian cho mọi thứ. Tôi chỉ muốn quý vị cảm thấy vui vẻ với nơi mà quý vị đang có, bởi vì dạ chúng con vui vẻ, rất vui thưa sư phụ. Chỉ hơi nhỏ nhưng ấm cúng phải không? Dạ đúng, quý vị có thể ôm nhau. Bạn bên cạnh phải không? Này, đừng làm vậy, họ có thể hiểu lầm đó. Chúng ta luôn phải làm việc nghiêm túc, hiểu chưa? Đó là lý do tôi không ôm quý vị nữa, chứ không phải là tôi không thương. Và hiếm khi tôi khen quý vị nữa, bởi vì ngã mạn có thể nổi lên và gây nhiều rắc rối cho quý vị. Và khi nó gây rắc rối cho quý vị thì cũng gây rắc rối cho tôi và gây rắc rối cho thế giới, bởi vì tất cả chúng ta kết nối với nhau. Thưa sư phụ, đệ tử chúng con có thể làm gì để giúp sư phụ trong nỗ lực của Ngài, để đồng thanh tương ứng hơn và tinh khiết hơn bên trong? Chỉ luôn ráng niệm hồng danh. Và bất cứ khi nào ý nghĩ phủ định tới, thì bảo nó đi ra khỏi đầu ta. Và trì niệm các hồng danh nhé. Dạ vâng, thưa sư phụ. Hoặc trì niệm món quà mà tôi đã tặng quý vị. Còn câu hỏi nào nữa không? Dạ, thưa sư phụ.
Liên quan tới tất cả những tiên đoán cổ xưa như đã trình chiếu cho tới nay trong loạt tiết mục mới trên truyền hình Vô Thượng Sư, sao những tiên đoán thời xưa này lại có thể chính xác đến như vậy? Một số người có khả năng này. Không phải lạ thường lắm đâu. Hãy nhớ Đức Phật, Ngài nhớ thời Ngài hiện hữu qua biết bao niên kỷ trước, rồi kể cho đệ tử nghe. Một số đệ tử của Ngài cũng nhớ, đúng không? Dạ đúng. Thưa, có phải một số hành động của con người và hoặc như là hành động của các minh sư quá khứ qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm trước đã ảnh hưởng tới tương lai bằng một cách nào đó? Ảnh hưởng tới tương lai chúng ta? Dạ, như là thay đổi những tiên đoán. Hay đó là sự chuẩn bị cho thời điểm này? À, chuẩn bị. Thật ra nó có thể thay đổi, chút đỉnh đây đó, nhưng toàn thể cục diện không thay đổi, hiểu không? Dạ hiểu. Toàn thể cục diện không thay đổi, chỉ là nếu con người đã quá thiện lành và tử tế, thì bất cứ minh sư nào xuống trần để làm việc sẽ chịu khổ ít hơn. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Bằng không, minh sư sẽ chịu đau khổ nhiều hơn, thế thôi. Thật ra là ảnh hưởng tới minh sư. Và đồng thời con người, dĩ nhiên, họ cũng có hậu quả của họ. Nhưng ngược lại thì nó như vậy đó. Hiểu không? Như vậy đó. Bởi vì tất cả minh sư làm việc với nhau, quá khứ, hiện tại và tương lai. Và nhiều vị minh sư trước đây làm việc với nhau trong quá khứ và nhiều vị minh sư đương thời làm việc trong thời gian hiện tại. Họ đều giúp đỡ theo một cách nào đó, giống như chúng ta. Không phải là nhóm thuần chay duy nhất, có rất nhiều nhóm thuần chay ngoài kia, cái gọi là bên ngoài hội của mình, và họ làm hết mình để truyền bá lối sống thuần chay, giúp địa cầu và cứu chúng sinh, cứu nhân loại, như thế đó. Cho nên tất cả chúng ta phải biết ơn tất cả các thánh nhân, lớn hay nhỏ, nỗ lực nhiều hay ít. Các ngài đều làm hết sức mình, các ngài làm việc với nhau để giúp nhân loại khi nhân loại kêu cứu. Các thánh nhân và minh sư, các thiên thần, thiên đế, đấng thiêng liêng, tất cả đều ở đây, họ đều ráng giúp. Chỉ là con người từ chối, đó mới là vấn đề. Bởi vì ma vương xen vô, ma vương không để con người tin vào điều đó. Vì thế mà họ đóng đinh Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài không làm gì sai hết, nhưng họ cứ đóng đinh Ngài như thế. Ngài đã làm gì nào? Quý vị hiểu tôi nói không? Dạ hiểu. Ngài không làm gì sai hết, và Đức Phật cũng chỉ cố gắng làm điều tốt và dạy dỗ con người tất cả những điều thiện lành. Ngài cũng dạy thiên nhân tất cả những điều thiện lành, nhưng con người luôn tìm cách hại Ngài, ngay cả khi Ngài đã thành Phật rồi. Ngay cả chính anh họ của Ngài, ganh tị và vô minh, hay bất cứ gì mà vương sắp xếp, luôn tìm cách hại Ngài. Nhưng thậm chí còn đời đời kiếp kiếp trong thế giới loài vật, trong thế giới con người, anh họ của Ngài, Đề Bà Đạt Đa, luôn tìm cách hại Ngài. Nhưng đây là kế hoạch. Không có gì là miễn phí cả. Hiểu không? Dạ hiểu. Mà vương không bao giờ vui vẻ khi bất cứ thánh nhân nào hoặc chúng sinh cao quý nào muốn xuống trần và giúp con người đau khổ hoặc các chúng sinh khác. Hiểu chứ? Dạ hiểu, thưa sư phụ. Thưa sư phụ, Ngài có đề cập rằng Ngài có một buổi hội thảo kiểu như điện đàm cùng với các chúng sinh khác thuộc những cảnh giới cao hơn. Xin Ngài chia sẻ với chúng con những chúng sinh này có địa vị đặc biệt thế nào ở cảnh giới của họ. À, quý vị muốn nói cảnh giới mới bên trên iOS cơ? Dạ sư phụ. À, họ có thể có như là vị đảm nhiệm để tôi có thể liên lạc. Nếu tôi cần ai đó khác, chẳng hạn, đôi khi tôi không thấy rõ tên của các vị hộ pháp trong lúc tôi bế quan. Tôi không thấy rõ bởi vì nghiệp chướng của chúng sanh. Nên tôi cần phải hỏi họ, ai là người bảo vệ tôi hôm nay? Hoặc trong suốt kỳ bế quan này thì vị trưởng sẽ trả lời. Nếu muốn nói chuyện với họ, tôi nói, ồ, cảm ơn quý vị, hoặc đại khái vậy. Thật ra không nhiều lắm. Họ chỉ giúp đỡ thôi. Hiểu không? Dạ hiểu. Và địa vị ở đó không có ý nghĩa gì đối với họ.
Dạ hiểu, địa vị không có ý nghĩa gì đối với họ, không có chuyện. Như ai đó là trưởng nhóm đại khái vậy. Chính sư phụ của quý vị là trưởng nhóm ở đó, người cao nhất ở đó. Dạ sư phụ. Nhưng những người khác chỉ làm công việc của họ, giống như chúng ta trong hệ thống truyền hình vô tình sư. Người này có lẽ đánh máy bài viết của sư phụ, người kia viết kịch bản, người nọ kiểm kịch bản, người kia chỉnh sửa, người khác làm đồ họa. Mấy việc như thế đó. Họ có nhiều việc khác nhau để làm, nhưng ở đó không ai là trưởng cả. Ở đó quý vị có thấy người nào làm trưởng nhóm không? Dạ không, sư phụ. Ai dám làm sếp của quý vị? Tôi sẽ chỉnh đốn họ, biết không? Tôi không thích ngã chấp mọc đầy trong đoàn thể mình, hiểu không? Dạ, sư phụ. Bởi vì đây là một vấn đề lớn. Nếu ngã chấp nổi lên, thì sẽ làm hỏng nhiều việc. Bởi vì Ma Vương sử dụng ngã chấp đó gây xáo trộn việc làm của quý vị, và khi công việc của quý vị xáo trộn, nó cũng gây xáo trộn cho công việc của những người khác nữa. Và lãng phí rất nhiều thời gian, năng lượng, làm rạn nứt mối quan hệ. Vì vậy, tôi không để bất kỳ ngã chấp nào nổi lên. Nếu quý vị thấy bất kỳ ai nổi lên ngã chấp hoặc ngã chấp vừa nảy mầm, quý vị nói cho tôi biết, tôi chặt, nghe không? Dạ, sư phụ, tôi chặt, chặt, tôi sẽ dùng võ karate để chặt. Ở những cảnh giới cao hơn như Iosku hoặc Divinity, hoặc cao hơn nữa, hoặc chúng sanh vũ trụ, họ không có cái gọi là cấp trưởng. Họ không có cấp bậc. Không có. Nhưng mọi người tôn trọng nhau. Người này tôn trọng người kia. Và họ hợp tác rất ăn ý, họ làm việc hòa thuận với nhau. Không bao giờ có xung đột hay bất kỳ tổn thương nào hoặc bất kỳ cạnh tranh nào xảy ra giữa bất kỳ ai trong họ. Lý do Tim Cô Tu là người đứng đầu hoặc EC là người đứng đầu ở đó là vì sự sáng tạo. Tim Cô Tu đã tạo ra nhóm này, và rồi nhóm này chia nhánh ra đến cảnh giới khác để bảo vệ lực lượng riêng biệt và phát triển thêm, nuôi dưỡng thêm. Hiểu không? Dạ hiểu. Bởi vì nhiều khi lực lượng quy tụ lại như trong Iosku thì ít thuận lợi hơn để phát triển. Giống như là một nhóm căn bản, và rồi sau đó họ chia nhánh ra khoảng 300 hoặc 400 chúng sanh thành nhiều nhóm khác nhau và bảo vệ những lực lượng đặc biệt, và họ nuôi dưỡng nó, và họ phát triển cùng với lực lượng và giữ chúng an toàn cho đến khi Tim Cô Tu cần đến. Có dễ hiểu không? Không à? Dạ rõ ràng sư phụ. Dạ cảm ơn ngài. Tôi cố gắng hết mình, quý vị biết những điều này vô cùng trừu tượng. Còn gì nữa không? Dạ thưa sư phụ, con xin hỏi ngài, những viên đá đặc biệt này bằng cách nào đó có liên quan gì với tuyến gia trì tâm linh không? Như nó cũng là một phần trong mạng lưới bảo vệ của địa cầu. Chúng có những chức năng khác. Chúng khác. Dĩ nhiên chúng là một phần trong mạng lưới để bảo vệ hòa bình trên địa cầu. Nhờ đó thế giới không chìm đắm quá thấp. Hiểu không? Dạ sư phụ, có thể một ngày nào đó hòa bình toàn diện hoặc ít ra không trở nên quá tệ bởi vì ma lực xen vào và gây xáo trộn. Bằng không thế giới có thể đã bị tiêu hủy rồi. Dạ hiểu sư phụ, những viên đá này thì khác, đã được đặc biệt cấy vào do đích thân, quý vị biết rồi, do Tim Cô Tu. Dạ sư phụ, hay quá sư phụ, cảm ơn sư phụ, cảm ơn ngài thật nhiều. Tôi thấy ngượng khi nói mấy điều đó, tôi có chút do dự, nhưng ban đầu tôi không muốn nói điều này bởi vì như là tôi không biết. Cảm thấy hơi ngượng, phải không? Chúng con thật sự cảm tạ sư phụ là ngài chia sẻ với chúng con kiến thức này. Và chúng con cầu nguyện trong kiếp này, ngài có thể thật sự đạt được tâm nguyện là chấm dứt luân hồi và sự đau khổ vĩnh viễn, cũng như ngài được khỏe mạnh và ngài ở đây với chúng con để vui hưởng khoảnh khắc này. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Có ai muốn hỏi thêm câu hỏi nào nữa không? Có thể một ngày nào đó trong tương lai, chúng con sẽ biết được về những viên đá này và chúng ở nơi đâu, và trong tương lai có thể đến chiêm ngưỡng được chúng hay không?
Và lúc này thì tôi không biết, tôi chỉ lo rằng người phàm, họ có thể đến đó phá hủy tất cả, hiểu không? Dạ hiểu, sư phụ. Bởi vì những viên đá này cũng có giá trị về tâm linh. Chúng không phải chỉ là vật chất không thôi, biết không? Dạ, sư phụ. Trên nhiều phương diện, chúng rất tốt. Chúng tuyệt vời, và chúng nên ở đó để giúp ổn định địa cầu. Để các vị thần ở địa cầu có thể sử dụng lực lượng này bảo vệ thế giới. Ở mức độ nào đó, quý vị hiểu không? Để giúp ổn định thế giới. Dạ, sư phụ. Dạ, chúng con đã thấy rất nhiều tiến triển hòa bình gần đây. Hai nhà lãnh đạo Đại Hàn mới tuần rồi lại gặp nhau lần nữa tại hội nghị thượng đỉnh 3 ngày tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nam Hàn đến đó. Và họ muốn thảo luận về hòa bình và việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Dường như họ đã trở thành đôi bạn tốt. Có phải cuộc bế quan của sư phụ như là đã giúp đẩy mạnh những diễn biến hòa bình này? À, đừng hỏi tôi câu này. Tôi không muốn nhận công lao cho bất cứ điều gì hết nhé. À, dạ hiểu sư phụ. À, thôi được rồi. Nếu quý vị muốn biết thì có thể biết được. Quý vị có thể đoán rồi ha. Dạ sư phụ. Lần trước tôi kể quý vị nghe nhiều điều phải không? Dạ phải. Nói chuyện với quý vị xong và sau đó quý vị biết có bao nhiêu sóng gió xảy ra trong nhà tôi không? Ồ, ba cái máy lạnh bị hư cùng một lúc. Thật ra là 6 cái. Rất nhiều máy hút ẩm đã bị hư. Tôi thì bị bệnh, bệnh nhiều hơn. Và nhiều thứ khác. Những thứ nhỏ nhỏ đều bị hư khắp nơi. Hai chiếc xe hơi bị hư. Khi người phụ tá của tôi cần xe thì mấy chiếc xe đều bị hư. Ôi chào. Cổng cũng bị hư. Và tôi không nhớ còn gì khác hư nữa. Thậm chí bình đun nước. Quý vị biết ấm nước chỉ để đun nước sôi cũng bị hư. Ôi chào, nó không muốn bị loại ra khỏi nhóm đồ hư hỏng, vì vậy cũng hư theo. Tôi nói còn gì kế tiếp này, tôi đang chờ. Ồ, hào hứng quá, cứ tiếp tục. Trời ơi. Và nhiều thứ khác, lớn nhỏ có hết, rất nhiều chướng ngại mà Ma Vương đã gây ra. Cũng trong nội bộ đồng tu nữa, và trong mối quan hệ giữa trò và thầy nữa. Nhiều điều, rất rất nhiều điều bất bình thường và không như ý đã xảy ra trong suốt thời gian tôi kể quý vị nghe cho đến nay. Nhưng ta nói vậy thì sao? Được rồi, ngươi cứ làm gì thì làm. Ta làm việc của ta, ngươi làm việc của ngươi. Chứ biết làm gì khác đây? Mà Vương giận dữ, khó chịu. Y khó chịu, bởi vì tôi đã tiết lộ quá nhiều điều. Y không biết tôi còn nhiều điều vẫn chưa tiết lộ. Vì vậy, tôi nghĩ lần này sẽ không kể quý vị thêm bất cứ điều gì khác, nhưng rồi quý vị lại hỏi và làm thầy. Không thể lúc nào cũng kiệm câu trả lời, phải không? Dạ, sư phụ, cảm ơn sư phụ. Bởi vì quý vị cần học, phải không? Quý vị cần biết. Dạ, sư phụ, cảm ơn ngài. Con có một câu hỏi, sư phụ. À, dạ, khi Ma Vương có hành động của lòng thành tâm, đứng bằng một chân trong suốt 50.000 ức kiếp, không đếm được, đó là thời gian dài lắm. Dạ. Y đã làm vậy ở đẳng cấp nào? Và điều gì đã được làm để tránh những việc như thế tái diễn? Ma Vương đứng một chân trong đẳng cấp nào hả? Dạ, sư phụ. Đẳng cấp Atula. Lúc đó, Y đã có lực lượng rồi. Y chỉ xin một ân huệ và Thượng Đế chỉ nói, được rồi, nói xem nào. Y nói, Y muốn tạo thế giới riêng của mình. Để có thể tự mình cai trị, Y không muốn là một phần của hệ thống thiện lành của thiên đàng. Những câu chuyện thánh kinh có kể những điều tương tự về những thiên thần sa ngã. Dạ sư phụ, những thiên thần sa ngã trong Ấn Độ giáo, họ cũng có một chuyện tương tự. Tôi nghĩ Thượng Đế không biết rằng Ma Vương sẽ quá ác độc hoặc quá gian tà và quá chiếm hữu những linh hồn mà y đã mượn. Các linh hồn cũng ngây thơ, nghĩ được rồi, hãy cùng đi và cùng làm cái gì đó mới. Sau đó những gì xảy ra đều hoàn toàn khác. Đó là tại sao Thượng Đế lại phải lo liệu. Dạ, sư phụ, cảm ơn ngài.
để đời này qua đời khác mang tất cả linh hồn trở về nhà. Và đôi khi tất cả thánh nhân bị kiệt sức và không thể làm được, thì Thượng Đế phải tự làm. Ờ, còn gì nữa không? Thưa Sư Phụ, Ngài có đề cập rằng truyền hình Vô Thượng Sư hiện nay khác hơn trước đây vào năm 2011. Thưa, nó khác như thế nào ạ? Sư Phụ có dùng nó như một cách để ban phát cho thế giới lực lượng cảnh giới Divinity hoặc lực lượng cảnh giới khác từ kỳ bế quan của Sư Phụ chăng? Bằng cách nào? Ý quý vị nói qua truyền hình hả? Dạ, nó khác biệt thế nào ạ? Ồ, nó khác biệt thế nào ạ? Bởi vì tôi khác. Giống như một người trưởng thành, mạnh mẽ hơn một đứa bé, phải không? Dạ, sư phụ. Và lần này tôi đảm nhiệm trực tiếp, phải không? Dạ, sư phụ. Tôi làm việc trực tiếp với quý vị, không phải từ nơi xa quá. Dạ, sư phụ. Dù sao, đây là những điều chỉ dành riêng cho quý vị. Quý vị tin tưởng. Có lẽ các đồng tu thì tin tưởng, nhưng người ngoài thì họ không hiểu nhiều. Tuy nhiên, một số người cũng hiểu hoặc nhiều người họ hiểu, họ nên biết. Rất nhiều người thành tâm tu hành không thuộc đoàn thể của chúng ta. Bên ngoài nhưng họ cũng ở bên trong, bất cứ ai tu hành tốt, bất cứ ai tôn kính Thượng Đế và làm việc thiện và sống đời đạo hạnh, thì họ cũng ở bên trong, hiểu không? Dạ, sư phụ, họ ở trong tâm tôi, trong vòng bảo vệ của tôi, trong tình thương của tôi. Nên mình cũng không thể nói là ở ngoài. Ý tôi nói là bên ngoài đoàn thể quán âm, đoàn thể đồng tu quán âm, như một nhóm khác. Dạ, sư phụ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ ở bên ngoài. Chúng ta chỉ nói như thế để có ranh giới ở giữa, để quý vị biết tôi đang nói về ai. Thế thôi. Nhưng không có nghĩa là họ là người ngoài. Tất cả họ đều ở bên trong. Nhiều người bên ngoài họ có tâm hồn rất đẹp, nhưng chúng ta giới thiệu làm nhiều chương trình với nhiều người khác nhau, không thuộc nhóm của chúng ta. Và họ có tâm hồn đẹp, phải không? Dạ, phải. Ờ, họ là những người có tâm hồn rất đẹp. Tôi rất hòa hợp với họ mỗi khi tôi ở bên ngoài với họ. Tôi thương họ thật nhiều. Tôi thương con người rất nhiều. Tôi có thể liên hệ với con người rất, rất tốt. Thương, thương rất, rất nhiều. Hễ khi nào tôi ở bên ngoài, gặp những người ngoài, thậm chí không tu hành gì hết, họ chỉ là những người bình thường và chân thật, và tôi thương họ vô cùng. Dạ, tôi thương họ thật nhiều. Tôi thương tất cả họ. Người tài xế xe taxi, tôi gặp họ và cảm thấy, ô, sao mà thương nhiều vậy? Tôi gặp công nhân nào ở ngoài, ô, sao mà thương vậy? Tôi muốn ôm họ, hôn họ hoặc gì đó. Nhưng tôi sẽ không làm vậy bởi vì quý vị biết cùng một lý do mà tôi bảo quý vị đừng làm ở đây. Hiểu không? Dạ, sư phụ. Bởi vì con người thích được thương yêu. Ai cũng thích được thương yêu. Và khi mình biểu lộ bằng hành động nữa thì họ sẽ mắc câu. Và họ có thể muốn nhiều hơn nữa và muốn gì gì khác nữa. Và đầu óc họ sẽ bắt đầu nghĩ khác. Và có thể gây rắc rối. Trước kia tôi thường ôm mọi người rất nhiều. Tôi không làm vậy nữa. Bởi vì đôi khi nó gây rắc rối, biết không? Dạ, sư phụ. Thưa sư phụ, sắp tới sẽ là kỷ niệm một năm của truyền hình Vô Thượng Sư rồi. Ồ, sắp tới rồi, nhanh thật nhỉ? Dạ đúng, sư phụ. Ôi trời ơi. Một năm rồi sao? Dạ, sư phụ. Chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều đã ban cho kênh truyền hình và cơ hội tuyệt vời này. Sư phụ có thông điệp nào gửi đến quý khán giả nhân dịp kỷ niệm một năm không ạ? Chưa một năm mà, phải không? Dạ chưa, sư phụ, gần thôi ạ. Được rồi. Tôi nên nói gì đây? Chào. Chúng tôi đã yêu thương quý vị một năm qua. Chúng tôi đã ở bên quý vị một năm qua. Và chúng tôi muốn tiếp tục thêm vài năm nữa. Càng lâu càng tốt. Hy vọng rằng chúng tôi đã giúp quý vị bằng cách nào đó. Mặc dù quý vị biết hay không biết điều này, chúng tôi vẫn luôn ở đó. Và truyền hình của chúng tôi thật sự là một ân điển. Ý tôi là đúng thật là ân điển cho địa cầu này. Đó là lý do duy nhất tại sao chúng tôi làm nó SMTV. Dạ, sư phụ, cảm ơn Ngài. Được rồi, chúng ta làm gì nào? Có phải là ngày 3 tháng 10 không? Dạ đúng, sư phụ. Được rồi. Hôm nay là ngày mấy rồi? Ngày 26. Dạ, sư phụ. Ồ, chúng ta vẫn còn vài ngày. Có lẽ chúng ta tổ chức gì đó, quý vị có thể ăn mừng nhé. Dạ, sư phụ. Với rượu sâm banh không cồn, bia không cồn, hoặc bất cứ gì quý vị thích.
Tất cả mấy thứ mà bình thường quý vị không thể có bởi vì sư phụ nói không tốt cho sức khỏe. Quý vị có thể có mấy thứ đó nhé. Cảm ơn sư phụ. Quý vị vẫn có thể có những thứ đó, sô-cô-la thuần chai và những thứ như vậy. Chỉ là đừng nghiền những thứ đó, rồi quên đi dinh dưỡng thật sự. Thế thôi nhé. Dạ. Ăn ít đi không có nghĩa là bị cấm, hiểu chứ? Ăn mấy thứ gọi là không khoái khẩu trước, như rau xà lách, nước sinh tố và mấy thứ như vậy. Thức ăn trước rồi sau đó có thể ăn một ít sô-cô-la thuần chai. Đừng ăn sô-cô-la khi quý vị đang đói bụng, bởi vì lúc đói bụng cái gì cũng ngon. Và sô-cô-la ngon gấp đôi. Rồi quý vị nghĩ, chà, sô-cô-la ngon thật. Chỉ vì mình đói bụng. Khi đói bụng, cái gì cũng ngon gấp đôi. Vậy đừng tự gạt mình. Rồi còn câu hỏi nào nữa không? Chúng con chỉ có thế thôi, sư phụ. Cảm ơn ngài. Quý vị chỉ có thế thôi à? Ôi chào, vậy là nhiều rồi. Được rồi, những câu hỏi rất hay. Dù sao, tôi chỉ muốn thấy quý vị hài lòng với mấy văn phòng nho nhỏ mà quý vị đang có hiện giờ. Rất hài lòng ạ, rất tốt thôi sư phụ, cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu không, quý vị có lựa chọn khác, biết không? Có thể vào căn chòi vuông nhỏ của quý vị, phải không? Văn phòng riêng. À, quý vị còn muốn gì khác nữa? À, văn phòng riêng. Chúng ta sẽ có chỗ. Nếu văn phòng không đủ chỗ, chúng ta có thể chia nhánh ra nhé. Với mấy thứ khác mà chúng ta có. Chúng ta may mắn hơn rất nhiều người khác trên địa cầu, phải không? Dạ đúng, sư phụ. Mình có thể cải tạo container, làm văn phòng, đại khái như vậy. Không sao, chúng ta thông minh mà. Chúng ta sẽ làm được, sẽ khiến bất cứ gì xảy ra. Dạ đúng, sư phụ. Nếu chúng ta làm được truyền hình vô thần sư, thì bất cứ gì khác cũng có thể làm được. Dạ đúng, sư phụ. Được rồi. Chỉ để cho quý vị biết là tôi không quên quý vị, chỉ là tôi bận rộn với công việc. Cảm ơn sư phụ. Đây là một chút xa xỉ đối với chúng ta, bởi vì quý vị cũng bận. Dạ. Quý vị cũng kỳ diệu thật, làm việc rất nhiều và dường như rất tận tụy. À, tôi không muốn khen quý vị nữa. Nhưng như vậy tốt, rất tốt. Hãy tiếp tục làm những gì quý vị đang làm với tinh thần hiện nay nhé. Dạ, sư phụ. Đừng bao giờ phàn nàn, đừng bao giờ nghĩ về mình nhé. Dạ, sư phụ. Tôi hy vọng quý vị cũng có thời giờ để tắm và làm mọi thứ khác. Quý vị bảo trọng nhé. Dạ, sư phụ. Ngài cũng vậy thưa sư phụ. Và thức ăn có đủ ngon không? Số lượng có đủ không? Dạ, đủ. Đủ về số lượng và chất lượng. Dạ, được rồi. Được rồi, nếu không còn câu hỏi nào nữa, thì tôi chúc quý vị khỏe mạnh và tu hành tiến bộ. Cảm ơn Ngài rất nhiều, sư phụ. Chúng con thương sư phụ. Được rồi, chúc quý vị khỏe mạnh và tu hành tiến bộ. Và trong tình thương Thượng Đế, luôn nhớ tình thương Thượng Đế. Thượng Đế không bao giờ rời xa. Tình thương Thượng Đế luôn luôn hiện hữu khắp mọi nơi. Chúng ta đừng bao giờ quên nhé. Dạ, sư phụ, bởi vì khi quý vị quên thì sẽ bị rắc rối. Khi quý vị nhớ thì sẽ sống trong hỷ lạc và hạnh phúc, tràn đầy hy vọng, tự tin và cảm thấy an toàn. Dạ, sư phụ, được rồi, vậy thì tôi sẽ nói chuyện với quý vị vào dịp khác nhé. Cảm ơn sư phụ. Tôi thương quý vị rất nhiều. Chúng con thương sư phụ. Được rồi, bây giờ chào nhé. Thượng Đế gia trì, Thượng Đế gia trì. Cảm ơn sư phụ. Chúng con thương ngài.